Xin chào các bạn thân yêu. Thượng Hải là một thành phố đẹp tuyệt vời nằm bên bờ biển phía đông của Trung Quốc, được biết đến như một biểu tượng của sự giàu có và sự phát triển. Nơi đây, những tòa nhà chọc trời san sát nhau vươn lên trước mắt, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của sự thịnh vượng và tươi sáng tương lai. Thượng Hải đã trải qua một cuộc chuyển đổi kinh tế ấn tượng và nhanh chóng trong những năm qua, từ một thành phố cảng nhỏ bé để trở thành một trung tâm kinh tế và tài chính quan trọng của Trung Quốc và thế giới. Nếu xét về số lượng tỷ phú đô la ở Thượng Hải, Forbes ước tính thành phố có tới 61 tỷ phú với tổng khối tài sản là 187 tỷ đô la. Như vậy, Thượng Hải xếp thứ 5 trong danh sách các thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Theo Forbes, số lượng tỷ phú ở thành phố Thượng Hải còn nhiều hơn cả của Pháp 43 tỷ phú, Hàn Quốc có 41 tỷ phú, Nhật Bản có 40 tỷ phú và chỉ kém Canada 2 tỷ phú. Thượng Hải là thủ đô kinh tế và cũng là thành phố đông dân nhất của Trung Quốc và là thành phố trực thuộc Trung ương cùng với Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thiên Tân. Chúng mình hy vọng nội dung của video này sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Đừng quên đăng ký và chia sẻ video với bạn bè và người thân để chúng mình có thêm động lực tạo ra những video mới. Hãy cùng chúng tôi hòa mình vào câu chuyện về một thành phố hấp dẫn với hệ thống cảng biển và logistics hiện đại. Chúng ta sẽ khám phá một hệ thống giao thông hàng hải tinh vi, mạnh mẽ và cung cấp sự kết nối toàn cầu. Thượng Hải là trái tim giao thương của châu Á, nơi những chiếc cầu vươn cao và những cảng biển tấp nập là điểm nhấn cho một sự thịnh vượng không ngừng. Với vị trí đắc địa bên bờ biển Đông Á, Thượng Hải đã trở thành một trung tâm thương mại và logistics quốc tế. Hệ thống cảng biển ở đây không chỉ là một điểm đến cho hàng hóa trên khắp thế giới, mà còn là cột mốc của sự kết nối và phát triển. Thượng Hải hiện đại và đa chiều, với hệ thống cảng biển tiên tiến và hiệu suất cao, các cảng container của thành phố được trang bị công nghệ và trang thiết bị hàng đầu, đảm bảo quy trình xếp dỡ và giao nhận hàng hóa diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn có tin không? Với một số lượng lớn hàng hóa và container, nhưng nhờ vào sự tự động hóa và quản lý thông minh, cảng Thượng Hải không cần công nhân bốc dỡ, chỉ cần vài công nhân biết điều khiển máy vi tính, thì hàng hóa và container được vận chuyển hoàn toàn tự động. Hàng hóa được xử lý với tốc độ chóng mặt, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế. Dưới đây là một số liệu cụ thể để chứng minh cho điều này. Hiệu suất xếp dỡ hàng hóa ở cảng Thượng Hải được trang bị các hệ thống tự động hóa tiên tiến, bao gồm cần cẩu tự hành và hệ thống vận chuyển tự động. Điều này giúp tăng hiệu suất xếp dỡ hàng hóa lên mức 180 lượt container mỗi giờ. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự mạnh mẽ và tốc độ của quy trình xử lý hàng hóa tại cảng Thượng Hải. Quy mô vận chuyển hàng hóa. Cảng Thượng Hải có quy mô vận chuyển hàng hóa lớn với khả năng xử lý hàng triệu container mỗi năm. Năm 2020, cảng Thượng Hải đã xử lý tổng cộng hơn 43 triệu TEU container, đặt nó vào vị trí hàng đầu thế giới về quy mô và khối lượng hàng hóa. Hiểu ngắn gọn, TEU là 20 Foot Equivalent Unit, tức container 20 feet, dân logistics gọi tắt là công 20. Cảng Thượng Hải đã áp dụng các công nghệ thông minh và hệ thống quản lý thông minh để tối ưu hóa quy trình vận hành. Các hệ thống quản lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo được áp dụng để theo dõi và điều chỉnh các hoạt động trong cảng, từ quản lý lưu thông hàng hóa đến quản lý tàu biển và lịch trình. Nhờ vào sự tự động hóa và quản lý thông minh, cảng Thượng Hải đã giảm thời gian xử lý hàng hóa đáng kể. Theo thống kê, thời gian trung bình để xếp dỡ một container tại cảng Thượng Hải chỉ khoảng 10 phút. Điều này giúp cải thiện hiệu quả và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng cho nhu cầu thị trường. Từ những con số và dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rõ sự ấn tượng và tốc độ của hệ thống tự động hóa và quản lý thông minh tại cảng Thượng Hải. Đây là một ví dụ điển hình cho sự tiến bộ và sự đổi mới trong lĩnh vực logistics và vận tải hàng hải, góp phần quan trọng vào thành công và thịnh vượng của thành phố Thượng Hải. Hệ thống logistics ở Thượng Hải cũng là một điểm mạnh đáng kể của thành phố. Từ kho bãi hiện đại đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa chất lượng cao, mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng đều được tối ưu hóa. Các công ty logistics tại Thượng Hải đã đầu tư mạnh vào công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu, tạo ra một môi trường kết nối liền mạch và đáng tin cậy cho việc vận chuyển hàng hóa từ mọi nơi đến Trung Quốc và đi khắp thế giới. Sự chính xác và đáng tin cậy của hệ thống logistics này đã giúp Thượng Hải trở thành một điểm đến hàng đầu cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất trên toàn cầu.
Thượng Hải không chỉ là một thành phố với cảng biển và logistics hiện đại, mà còn là một biểu tượng của sự tiến bộ và phát triển. Thành tựu vượt bậc của hệ thống này đã mang lại lợi ích không chỉ cho Thượng Hải, mà còn cho cả thế giới. Việc kết nối các thị trường và nền kinh tế khắp nơi trên hành tinh đã tạo ra cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển và mang lại lợi ích cho mọi người. Thượng Hải với hệ thống cảng biển và logistics hiện đại đã chứng minh rằng việc xây dựng một cơ sở hạ tầng hàng hải và logistics vững mạnh không chỉ là một ước mơ mà là một hiện thực có thể đạt được. Thành phố này là một hình mẫu cho các thành phố khác, một nguồn cảm hứng cho sự phát triển bền vững và một liều thuốc tiên tiến cho sự toàn cầu hóa. Năm 2022, GDP của Thượng Hải là 4.465 tỷ nhân dân tệ, khoảng 663 tỷ đô. Nếu tách Thượng Hải ra khỏi Trung Quốc và là một quốc gia độc lập, thì GDP của Thượng Hải còn cao hơn GDP của Thái Lan là 534 tỷ đô la, GDP của Việt Nam là 409 tỷ đô la, cùng nhiều quốc gia khác. Ngành công nghiệp mang đến nhiều GDP nhất cho Thượng Hải là ngành tài chính và dịch vụ tài chính. Thượng Hải là trung tâm tài chính hàng đầu của Trung Quốc. Đây là ngành công nghiệp đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của Thượng Hải, tạo ra thu nhập cao và sự tăng trưởng đáng kể cho thành phố. Thượng Hải là nơi đặt trụ sở của rất nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm lớn nhất của Trung Quốc, cũng như nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Các hoạt động tài chính và dịch vụ tài chính bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác. Sự phát triển của ngành tài chính và dịch vụ tài chính đã thu hút nhiều vốn đầu tư và tài nguyên nhân lực tới Thượng Hải, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đây là một ngành công nghiệp quan trọng đóng góp vào xuất khẩu và thương mại quốc tế của Thượng Hải. Với vị trí của mình là trung tâm tài chính, Thượng Hải đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Trung Quốc và góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hãy dừng một chút và chiêm nghiệm sự kỳ diệu của Thượng Hải, thành phố không giống ai, nơi mà những thành tựu tưởng chừng như không thể có của con người đã trở thành hiện thực. Tiếp theo, các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện về một thành phố hiện đại với hệ thống tàu điện cao tốc hoàn hảo. Chúng ta sẽ khám phá một hệ thống giao thông đẳng cấp thế giới, mang lại sự thuận lợi và tốc độ cho cư dân và du khách. Thượng Hải, thành phố của những giấc mơ và khát vọng, không chỉ là một biểu tượng của sự phát triển kinh tế, mà còn là một tấm gương về cách tạo dựng một hệ thống giao thông hiện đại và bền vững. Tàu điện cao tốc ở Thượng Hải được coi là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới, kết nối một cách thuận lợi và hiệu quả các khu vực trong thành phố và các địa phương lân cận. Khi bạn bước chân lên một chiếc tàu điện cao tốc tại Thượng Hải, bạn sẽ được chìm đắm trong sự tiện nghi và sự thoải mái. Đội ngũ tàu điện cao tốc hiện đại và hiệu suất cao đảm bảo rằng bạn sẽ đến đích một cách nhanh chóng và an toàn. Từ tốc độ vượt trội đến hệ thống điều hướng thông minh, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời đại ngày nay. Điều đặc biệt về hệ thống tàu điện cao tốc ở Thượng Hải là sự tích hợp tuyệt vời các hệ thống giao thông công cộng khác. Bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp từ tàu điện cao tốc sang mạng lưới metro rộng lớn của thành phố, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng khi di chuyển khắp thành phố. Bất kể bạn đang muốn đến trung tâm tài chính Sầm Uất hay các khu vực văn hóa và giải trí, hệ thống giao thông tích hợp ở Thượng Hải sẽ đưa bạn đến đích một cách dễ dàng. Hệ thống tàu điện cao tốc ở Thượng Hải cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kẹt xe. Việc khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng thông qua sự thuận lợi và hiệu quả của tàu điện cao tốc đã tạo ra một thành phố sạch và xanh hơn. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hiện tại mà còn để lại một di sản bền vững cho thế hệ tương lai. Thượng Hải với hệ thống tàu điện cao tốc hiện đại và thuận lợi đã chứng minh cho thế giới rằng việc xây dựng và duy trì một hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao là hoàn toàn khả thi. Thành phố này không chỉ là một biểu tượng của sự tiến bộ và phát triển mà còn là một mô hình để các thành phố khác hướng đến. Khát vọng đổi mới. Thượng Hải được mệnh danh là thành phố huyền thoại của sự xây dựng và đổi mới. Đứng trước thành phố này, ta không thể không ngạc nhiên trước tầm nhìn và tâm huyết của những nhà lãnh đạo đã biến Thượng Hải thành một biểu tượng của sự phát triển vượt bậc. Không có thành phố nào khác trên thế giới có thể so sánh được với thành tựu mà Thượng Hải đã đạt được. Thượng Hải đã biến mình từ một làng chài bé nhỏ thành một trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu thế giới. Từ sự khởi đầu khi chỉ có một vài tòa nhà cao tầng, thành phố đã nổi lên với những tòa nhà chọc trời lung linh và kiến trúc tuyệt đẹp. Khu phố tài chính Lusazui với những biểu tượng như tòa nhà trung tâm thế giới và tòa nhà Jinmao là một biểu tượng của sự giàu có và sức mạnh. Nhưng thành công của Thượng Hải không chỉ dừng ở mặt tòa nhà và tiền bạc. Thành phố này đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại và tiện lợi với mạng lưới đường sắt ngầm bao phủ khắp thành phố. Những tuyến metro chất lượng cao đưa người dân và du khách đi qua các quận, mang lại sự thuận tiện và giảm thiểu ô nhiễm. Thượng Hải cũng là một trung tâm công nghệ
và đổi mới với sự phát triển nhanh chóng của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tài chính, y tế và giao thông. Thượng Hải đã tạo ra một môi trường thích hợp cho các nhà khởi nghiệp và doanh nghiệp thu hút tài năng và sự đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng thành tựu của Thượng Hải không chỉ là kinh tế và công nghệ, thành phố cũng đồng thời là một trung tâm văn hóa và nghệ thuật sôi động. Từ các triển lãm nghệ thuật đa dạng đến các buổi biểu diễn âm nhạc và văn hóa, Thượng Hải tỏa sáng với sự phong phú và đa dạng của nền văn hóa. Các nhà hát, các trung tâm nghệ thuật tạo nên một không gian sáng tạo và phong phú cho các nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật. Điều đặc biệt về Thượng Hải là thành tựu của nó không chỉ là sự tụ tập của các thành phần đơn lẻ, mà là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố khác nhau. Thành phố này không chỉ có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, mà còn đem lại cho người dân một chất lượng cuộc sống tốt hơn với các công viên xanh mát, khu vui chơi giải trí và cơ sở giáo dục cao cấp. Thượng Hải đã tạo ra một môi trường sống tuyệt vời cho cư dân của nó. Việc trở nên giàu có và hiện đại như vậy là nhờ 5 yếu tố then chốt sau. Thứ nhất, vị trí địa lý chiến lược. Thượng Hải nằm ở vị trí trung tâm của bờ biển Đông Á với một cảng biển tự nhiên lớn và tiếp giáp với sông lớn. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương quốc tế và trở thành một trung tâm thương mại quan trọng. Thứ hai là chính sách kinh tế mở cửa. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các chính sách mở cửa và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thượng Hải. Sự mở cửa này đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty quốc tế và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Thứ ba là đầu tư hạ tầng và công nghệ. Thượng Hải đã đầu tư mạnh vào hạ tầng và công nghệ để xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại và hệ thống vận chuyển tiện lợi. Sự phát triển của các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, quốc tế và hệ thống giao thông nhanh như tàu điện ngầm và tàu cao tốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Thứ tư, tập trung vào ngành tài chính và dịch vụ. Thượng Hải đã phát triển mạnh ngành tài chính và dịch vụ, trở thành một trung tâm tài chính quốc tế với các ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính quốc tế khác. Sự tập trung vào các ngành này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm và đóng góp đáng kể vào GDP của thành phố. Và thứ năm, khả năng thu hút nhân tài. Thượng Hải đã thu hút nhiều nhân tài từ trong nước và quốc tế. Với một môi trường kinh doanh thịnh vượng, cơ hội nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn, Thượng Hải đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các chuyên gia và nhân tài trên khắp thế giới. Thượng Hải không chỉ là một thành phố mà còn là biểu tượng của tham vọng và khát vọng của con người. Nơi đây, những giấc mơ trở thành hiện thực và những giới hạn được vượt qua. Thượng Hải đang chứng tỏ cho thế giới rằng không có điều gì là không thể. Tiếp theo, khi nhắc đến thành phố Thượng Hải, không thể không đề cập đến phố Đông, một kỳ quan kiến trúc và biểu tượng của sự hiện đại. Nằm ở trung tâm Thượng Hải, phố Đông đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những người muốn khám phá và tận hưởng nhịp sống sôi động của thành phố này. Phố Đông, với kiến trúc đương đại độc đáo, chính là một tác phẩm nghệ thuật sống động được tạo nên bởi sự sáng tạo và tinh thần tiến bộ của con người. Đi dọc phố Đông, bạn sẽ bị cuốn hút bởi đa dạng của cuộc sống đô thị, từ những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới cho đến những cửa hàng độc lạ với sự sáng tạo không giới hạn. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây. Phố Đông không chỉ là một điểm đến mua sắm mà còn là một trung tâm văn hóa và giải trí đa dạng, rạp chiếu phim hiện đại, nhà hàng sang trọng và các quán bar sôi động. Với các sự kiện nghệ thuật độc đáo đều làm cho phố Đông trở thành một điểm đến tuyệt vời cho cả dân địa phương và du khách quốc tế. Không chỉ có sự đa dạng về hoạt động, phố Đông cũng mang đến một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, từ những món ăn đường phố đậm chất dân dã cho đến những nhà hàng cao cấp phục vụ những món ăn tinh túy từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể thưởng thức hương vị của mọi nền văn hóa ngay tại đây. Đồng thời, phố Đông cũng tự hào là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật và triển lãm đẳng cấp thế giới, tạo nên một không gian sáng tạo và tinh thần nghệ thuật. Thượng Hải và phố Đông đã thể hiện một tầm nhìn tiến bộ và sự kiên trì trong xây dựng một thành phố hiện đại và quyến rũ. Với sự phát triển không ngừng và sự sáng tạo không giới hạn, thành phố này tiếp tục thu hút và kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn muốn trải nghiệm một thành phố đích thực của tương lai, hãy đến với phố Đông, nơi mà bạn sẽ bị cuốn hút và lôi cuốn bởi sự phồn vinh và sự sáng tạo không biên giới. Một biểu tượng của Thượng Hải đó chính là tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, một kỳ quan kiến trúc hiện đại đầy cảm hứng, là biểu tượng tuyệt vời của thành phố Thượng Hải. Với chiều cao tột đỉnh và vẻ đẹp vô cùng ấn tượng, tháp truyền hình này đã chinh phục không chỉ lòng người dân địa phương mà còn cả du khách từ khắp nơi trên thế giới. Được xây dựng vào năm 1994, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu là một trong những công trình cao nhất và đẹp nhất trên thế giới. Với chiều cao 632m, cao 128 tầng, nó đứng vững và trỗi dậy trên bầu trời Thượng Hải như một biểu tượng vững chắc của sự thịnh vượng và phát triển của thành phố này. Vị trí của tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu cũng là một điểm đặc biệt đáng chú ý. Nó nằm ngay tại khu vực Lu Gia Dui,
trung tâm tài chính và thương mại của Thượng Hải. Nó tạo ra một bức tranh ấn tượng với các tòa nhà cao tầng khác. Trong tầm mắt từ đỉnh của tháp, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đặc biệt của thành phố này với cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp và những ánh đèn đêm lung linh. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu không chỉ là một công trình kiến trúc vượt thời gian mà còn là một biểu tượng văn hóa và sự kiên trì của người dân Thượng Hải. Nó đại diện cho sự tiến bộ và quyết tâm không ngừng trong xây dựng một thành phố hiện đại và phồn vinh. Khi các bạn đặt chân vào tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, bạn sẽ được trải nghiệm một không gian kỳ diệu và độc đáo, từ những khu vực mua sắm cao cấp cho đến những nhà hàng sang trọng và quán bar phong cách. Đây là nơi bạn có thể thỏa sức khám phá và tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên đỉnh tháp và nhìn ra khung cảnh bất tận của Thượng Hải, cảm nhận sự mạnh mẽ và tự hào của thành phố này. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu đang chờ đón bạn để mang đến cho bạn một trải nghiệm không thể nào quên và một cái nhìn sâu sắc về sự phát triển và tiềm năng của Thượng Hải, thành phố hiện đại nổi bật trên bản đồ thế giới. Nói đến Thượng Hải, không thể nào không thể nói tới Bến Thượng Hải. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện về Bến Thượng Hải, một địa danh đầy lịch sử và tình yêu bất diệt. Khi nhắc đến Bến Thượng Hải, không thể không nhắc đến bài hát đã trở thành biểu tượng của thành phố này. Bài hát Bến Thượng Hải, mỗi nốt nhạc và lời ca đều lôi cuốn chúng ta vào một thế giới xa xưa, nơi những câu chuyện và cảm xúc đông đầy. Bến Thượng Hải như một cánh cửa mở ra đại dương, đón chào hàng ngàn tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới. Nơi đây, những ngọn sóng dịu dàng len lỏi và nhịp điệu cuộc sống vun đắp những giấc mơ. Với lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, Bến Thượng Hải đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển và sức sống. Ngày xưa, Bến Thượng Hải là trung tâm thương mại sầm uất của châu Á, nơi mà hàng hóa từ khắp nơi được trao đổi và lưu thông. Cảnh tượng các thuyền buôn trên sông Hán đã trở thành biểu tượng của thành phố này. Bài hát Bến Thượng Hải chính là một tình khúc ca ngợi về cuộc sống sôi động và tình yêu của thành phố. Với lời ca cuốn hút và giai điệu đặc trưng, bài hát đã trở thành một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Lời ca trong bài hát nói về những cảm xúc và tâm trạng của người dân Thượng Hải, từ những nỗi niềm buồn trong cuộc sống đến những giấc mơ và hy vọng. Bài hát đã thể hiện sự phức tạp và đa chiều của con người. Những nốt nhạc trầm buồn kết hợp với âm điệu mạnh mẽ đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, nói lên tâm hồn của thành phố và người dân. Bến Thượng Hải không chỉ là một bài hát, mà còn là một biểu tượng văn hóa của Thượng Hải. Với tình yêu và lòng tự hào về thành phố, người dân Thượng Hải đã truyền đi thông điệp về sự mạnh mẽ, sự kiên cường và tình yêu cho cuộc sống. Bài hát đã trở thành một nguồn cảm hứng và niềm tự hào không chỉ đối với người dân Thượng Hải, mà còn với tất cả những người yêu thích âm nhạc và tìm hiểu về nền văn hóa đa dạng của Trung Quốc. Đó là câu chuyện về Bến Thượng Hải và bài hát mang tên cùng tên. Nơi đây, lịch sử và văn hóa gắn kết, với những tiếng hát vẫn vang lên như một sự tôn vinh cho một thành phố đẹp và huyền thoại. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận để tâm hồn ta được bay bổng và trầm lắng theo nhịp điệu của Bến Thượng Hải. Tổng hợp lại, sự giàu có nhanh chóng của Thượng Hải được đánh giá là kết quả của sự kết hợp giữa vị trí địa lý đắc địa, chính sách mở cửa, đầu tư hạ tầng và công nghệ, tập trung vào ngành tài chính và dịch vụ cùng với khả năng thu hút nhân tài. Tất cả những yếu tố này đã tạo nên một môi trường kinh doanh phát triển để giúp Thượng Hải trở thành một thành phố giàu có và năng động trong thời đại hiện đại. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ kiến thức về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.